Xin chào quý khách hàng thân thiết của Cố Mắt. Các bạn đang lắng nghe chương trình Bí mật của Eva với chủ đề những trái cây giúp da tươi mát trong mùa hè. Quý vị thân mến, việc mất nước trong mùa hè có thể dẫn đến nhiều vấn đề nguy hiểm như mất kali và natri. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải biết cân bằng các chất này và cung cấp đủ nước cho cơ thể.